Dạ vâng, em Hương chào cả nhà mình nhé. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho cả nhà một chiếc bếp hình hộp chữ nhật rất là đẹp các bác ạ. Những cái dòng bếp hình hộp chữ nhật này thì em chỉ còn một chiếc duy nhất thôi. Rất là, cái mẫu này rất là ít về, thi thoảng mới được 1-2 cái. Cái này là gọi là sót kho đấy. Sót kho không chứ là bán hết mất từ lâu rồi. Một chiếc bếp của Haman. Anh chị nào mà thích cái dòng bếp này thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em ạ. Cái dòng này thì lửa rất là đẹp, các anh chị nhìn này. Lửa rất là xanh đúng không ạ? Lửa xanh là đã đốt cháy hết nguyên liệu trên ngọn lửa rồi. Lửa xanh thì không có lò đen nồi nữa. Cái mặt này là mặt men cả nhà nhá, mặt men kim tuyến á. Đây, em quay như thế này là cả nhà có thể thấy rõ kim tuyến đúng không? Màu của nó là màu trắng ghi. À em xin lỗi ạ, màu ghi. Bếp đánh lửa bằng một đôi pin đại cả nhà nhá. Đấy. Pin này thì có thể dùng được 3 đến 6 tháng. Còn nếu như nhà mình không muốn dùng pin thì mình có thể mua kèm một bộ pin sạc. Bây giờ em sẽ test các cái tính năng của bếp để cho cả nhà cùng theo dõi. Sẽ test cho các anh chị thấy tính năng an toàn của bếp ga Nhật, đó là tính năng chống cháy nồi cả nhà nhé. Đây, khi đặt nồi lên thì lửa đã tràn hết cái lít nồi này, rất là xanh đúng không ạ? Bên bếp trái có các chế độ, đó là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C. Đấy. Cái này là nấu nước sôi 5 phút và nước sôi tự tắt. Khi mình muốn nước sôi tự tắt thì mình phải chọn chế độ này nhé. Không mình để cái nồi không lên, mình cứ nấu không, mình không chọn chế độ thì nó chỉ tắt khi mà nồi bị hết nước thôi. Còn đây là phím 3S ạ. Mình ấn và giữ 3 giây để kích hoạt tính năng này lên. Cái nút này mình bật lên khi mình chiên rán hoặc là mình rang đồ khô. Hàng Nhật thì tình trạng bếp như thế nào em cũng sẽ quay rõ để cho các anh chị có thể nhìn thấy này. Đây, những cái vết này cả nhà nhé. Còn bên bếp bên phải ạ. Bếp bên phải có chế độ nấu cơm, nấu cháo. Khi mình bị mất điện thì mình cho vào đây. Mình để nồi cơm lên trên đây, mình nấu. Khi cơm chín thì bếp sẽ tự tắt. Mình không cần phải canh đợi chờ đâu ạ. Em quay sơ qua về cái mặt bếp nhé. Đây chỗ này có bị chày thì nhà em có chấm lại rồi. Mình nhìn tổng quan một chiếc bếp thôi, chứ mình cũng không nên để ý đến những cái lỗi nho nhỏ của bếp. Rồi bếp bên trái, sau khi nồi nóng quá đã tắt bếp rồi cả nhà. Sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn ạ. Cái bếp bên phải thì vẫn đang còn cháy. Đây cả nhà nhé, đèn báo hiệu 02 này là báo hiệu khóa ga khi mà nồi cạn nước rồi. Cả bên bếp phải cũng đã tắt luôn rồi, cảm thấy rất là nhẹ đúng không ạ? Bây giờ miền Bắc và miền Trung đã vào mùa đông rồi, rất là lạnh. Khi nhà em test thì sẽ test bằng một cái chiếc nồi nhôm rất là mỏng. Còn khi các anh chị về muốn test lại thì mình cũng lấy một cái nồi nhôm vào mỏng như thế này nhé. Không có là nhiệt tỏa ra lớn thì sẽ rất là sẽ không có tắt được đâu. Khi mà test thì các anh chị chỉ cần thấy cái lửa này, nó giảm nhỏ lại rồi là cảm biến hoạt động tốt. Chính cái thức ăn ở trong nồi thì sẽ làm cái nhiệt độ, sẽ làm tăng cái nhiệt độ lên thì bếp tắt mới nhanh cả nhà. Bếp lửa rất đẹp. Tiếp theo nữa em Hương sẽ test cho cả nhà thấy thêm một cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật nữa, đó là tính năng sẽ khóa ga khi mất ngọn lửa đi ạ. Đối với tính năng khóa ga khi mất ngọn lửa thì bếp mất khoảng tầm 15 giây cả nhà nhé. Mất khoảng tầm 15 giây bếp mới khóa ga. Thì các anh chị đợi chờ cùng em Hương một chút xíu. Hôm nay hàng nhà em Hương sẽ về đấy. Nên là nếu mà anh chị nào mà quan tâm tới cái sản phẩm nào thì liên hệ em nhé. Nếu mà em có quên chưa có liên hệ lại với ai thì nhắn tin lại giúp em với ạ. Nhiều khi tin nhắn trôi em cũng gọi là sơ suất, không có chưa có liên hệ lại được với cả nhà. Rồi ạ, đến báo hiệu 12 đây cả nhà nhé, là đã khóa ga khi mà bị mất ngọn lửa đi rồi. Rồi đây ạ, một chiếc bếp rất là thông minh đúng không ạ? 6 chữ dùng để miêu tả cái chiếc bếp này, đó là an toàn, tiết kiệm và tiện lợi cả nhà nhé. Tiếp theo đây là khay nướng và vị nướng của bếp ạ. Vị nướng của bếp chỉ bằng inox, còn khay nướng là nhôm cả nhà nhé. Em sẽ bật lửa lò nướng cho các anh chị cùng theo dõi. Cái dòng bếp này thì là nướng 2 tầng lửa. Khi mình mới nhận bếp về ga chưa có được thông ấy, mình cứ bật đi bật lại 2-3 lần giúp em nhé. Rồi, lửa tầng trên hắt xuống và hai bên hông hắt sang. Đây là đồng hồ hẹn giờ của lò nướng ạ. Chiếc bếp này thì có đồng hồ hẹn giờ tối đa 15 phút và tối thiểu là 1 phút cả nhà nhé. Nướng 2 tầng lửa. Cái cần gạt lửa của bếp nướng ấy thì có gạt nhỏ lại nhưng mà không đáng kể so với bếp nấu cả nhà nhé. Phía trong nội thất của cái lò nướng và nội thất của bếp thì nhà em có phủ lại lớp chống sét nên là cả nhà dùng cứ yên tâm thôi. Độ mới của bếp thì 80% trở lên cả nhà nhé. 80% trở lên. Em Hương sẽ quay thành vách cho các anh chị theo dõi này. Cái dòng bếp này thì đời nó không cao, đời không cao đâu ạ, nhưng mà rất là bền. Dòng ngồi đồng cối đá các anh cả nhà, lửa rất là đẹp đúng không ạ? Rồi anh chị nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp này thì liên hệ em Hương nhé. Một chiếc bếp hình hộp chữ nhật rất là an toàn và tiết kiệm. Dùng cái dòng bếp này thì mình có thể tiết kiệm được đến 30% ga cả nhà nhé. Ít nhất là cũng phải được dư 20 ngày sử dụng. Tiết kiệm ga, không lo nồi bị cháy nữa là mình đã tiết kiệm tiền rồi, tiết kiệm về kinh tế rồi. Tết nhất cũng sắp đến nơi rồi đúng không ạ? Thì mình nên trang bị cho cái không gian bếp nhà mình. Mua lửa, mua bếp, mua sự may mắn các anh chị nhé. Rồi em Hương xin chào tất cả mọi người. Trước khi rời kênh thì cả nhà lại cho em Hương xin một nốt like nữa cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video vào tối nay của em Hương ạ. Trước khi tạm biệt cả nhà thì em Hương lại gọi là lia qua một chút xíu về một số cái mẫu bếp cả nhà nhé. Đây dòng phun chức năng môi chề 340 giá 3 triệu này cả nhà. Còn cái dòng mà cũng là phun chức năng của Zinai. Ba chiếc bếp ngày hôm nay đều là mặt men cả nhà nhé. Chiếc bếp này thì giá là 2,9 triệu thôi ạ. Anh chị nào mà ưng cái mẫu nào, ưng cái màu sắc nào thì liên hệ em Hương nhé. 2,9 triệu Zinai phun chức năng, 3 triệu 340 dòng môi chề của Paloma cả nhà. Còn cái chiếc bếp Haman em Hương giới thiệu chủ yếu trong ngày hôm nay thì giá 2,5 triệu cả nhà nhé. Mấy hôm nay toàn quên không báo giá cho các bác thôi, nên là em sẽ báo ở cuối video ạ. Rồi em Hương xin chào tất cả mọi người ạ.